Việt Nam mất 900 triệu Mỹ Kim vì bị malware tấn công vào năm 2019. Tập đoàn công nghệ B-Card cho biết Việt Nam đã mất khoảng 900 triệu Mỹ Kim trong năm 2019 vì thiệt hại do các phần mềm độc hại lây lan nhắm vào hệ thống thông tin của nhà nước. Mạng báo Daily Swift loan tin hôm ngày 22 tháng Giêng trích số liệu nghiên cứu về an ninh mạng của VCAF cho thấy, so với khoảng 640 triệu Mỹ Kim vào năm 2018 mà Việt Nam bị thiệt hại do mã độc tấn công, thì thiệt hại năm 2019 cao hơn nhiều. Tuy nhiên, số lượng máy tính bị nhiễm mã độc vào năm 2019 chỉ tăng 3.5%, tương đương với 85,2 triệu máy, cho thấy thiệt hại của mỗi lần tăng cao hơn. VCAF cho biết 58% máy tính tại Việt Nam đều mang theo một số phần mềm độc hại, chủ yếu được đính kèm trong những phần mềm không rõ nguồn gốc mà người dùng tải về từ Internet. Hồi đầu năm 2019, thì luật an ninh mạng do Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực. Luật này được nói là sẽ bảo vệ dữ liệu người dùng máy tính, nhưng dự luật cho rằng luật này là để chính phủ bịt miệng các tiếng nói đấu tranh cho tự do dân chủ. Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước chuyên chế. Việt Nam trong năm 2019 có cải thiện đôi chút về vị trí trong bảng đánh giá chỉ số dân chủ các nước do The Economist Intelligence Unit thực hiện, nhưng vẫn thuộc nhóm các quốc gia chuyên chế. Phúc trình được công bố vào ngày 22 tháng 1 của The Economist Intelligence Unit đưa ra kết quả vừa nêu. Cụ thể, Việt Nam đứng vị trí 136 trên 167 quốc gia được xếp hạng trong bảng phúc trình mang tên chỉ số dân chủ năm 2019. So với năm 2018, Việt Nam đã tăng 3 bậc, tuy là vẫn ở mức là 3.08 điểm. Đối với một đánh giá về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên, Việt Nam bị điểm 0. Đây là một trong năm hạng mục được đưa ra để tính chỉ số dân chủ. Trong khu vực châu Á, Việt Nam có chỉ số dân chủ cao hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào và Afghanistan. The Economist Intelligence Unit khởi sự thực hiện phúc trình chỉ số dân chủ vào năm 2006. Trong năm 2019, điểm trung bình toàn cầu về dân chủ đã giảm xuống 5.44 điểm trên thang điểm 10 so với 5.48 của năm ngoái. Đây được đánh giá là kết quả tệ nhất kể từ năm 2006. Nhật Bản lên tiếng về việc tài trợ cho nhà máy điện than Việt Nam. Bộ trưởng Môi trường Shinichiro Koizumi vào ngày 22 tháng Giêng lên tiếng thắc mắc về kế hoạch của chính phủ Tokyo dự định tài trợ cho một dự án nhà máy điện nhiệt than ở Việt Nam. Báo Japan Times loan tin dẫn phát biểu của ông Koizumi rằng sự ủng hộ của Nhật Bản đối với việc hỗ trợ tài chính ở nước ngoài đưa ra trong lúc có quan ngại thị trường toàn cầu có thể bị chi phối bởi Trung Quốc trừ khi Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn. Ông nói thêm rằng ông lấy làm lạ là Nhật Bản đang tài trợ cho dự án nhưng các công ty Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ phụ trách xây dựng. FOE Japan, một thành viên của Friends of the Earth International và các nhóm môi trường khác đã viết trong một tuyên bố chung rằng họ hoan nghênh việc ông Koizumi thắc mắc về việc tài trợ cho các dự án than và kêu gọi chính phủ và khu vực tư nhân rút khỏi đầu tư vào lĩnh vực càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, tiếp nối là phần tin cộng đồng. Tin cho biết buổi chợ hoa vào ngày 23 tháng Chạp xuân Canh Tý ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Tết là dịp để mua hoa khoe sắc. Vào thời điểm này, khi đi ra các khu chợ hoặc là thương xá của cộng đồng Á Châu, chắc hẳn chúng ta cũng cảm nhận được không khí rộn ràng của mùa xuân. Khi trái cây và phong bao lì xì, các loại bánh mứt cùng như những cành mai vàng, cành đào nồng thấm được bày bán ở khắp nơi. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 23 Tết âm lịch, nhóm phóng viên thuộc hệ thống truyền hình Việt TV Network đã có mặt tại Lion Plaza thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California để gửi đến quý vị những hình ảnh không khí ngày xuân trước những ngày giáp Tết. Mời quý vị cùng đón xem quý bà con đồng hương mua sắm cho ngày Tết cũng như là chuẩn bị để tiễn ông táo về trời. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta dù đi xa quê hương vẫn luôn lưu giữ được nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Vào những ngày cận Tết, phiên chợ nơi tập trung những tiểu thương người Việt sẽ rộn ràng và đông đúc hơn. Người người nhà nhà đều sẽ ghé phiên chợ với gia đình người thân để chuẩn bị đầy đủ mâm ngũ quả, kẹo mứt và phong bao lì xì. Có như thế thì quý bà con đồng hương mới cảm nhận được hết không khí xuân đang về và cảm thấy ấm lòng hơn khi đón xuân xa xứ. Chợ hoa được kéo dài cho đến đêm giao thừa.
Để dễ qua mãi vô, mổ đi mọi nhỏ. Dễ qua. Ỏi. Chuyển sang phần tin đời sống cho biết, một thiếu nữ người Ấn Độ tự phá vỡ kỷ lục của mình với mái tóc dài nhất trên thế giới. Một nữ sinh 17 tuổi, người Ấn Độ cư ngụ tại quận Aravalli vào ngày thứ Tư ngày 22 tháng Giêng đã tự phá vỡ kỷ lục trước đó của mình sau khi được Ủy ban Kỷ lục Thế giới Guinness World Records giữ vững danh hiệu thiếu nữ có bộ tóc dài nhất trên thế giới, khiến cho cô bé được tặng cho một biệt danh là nàng Rapunzel. Với mái tóc dài là 190cm thì Neelanshi Patel năm nay đã vượt qua kỷ lục do bản thân lập ra hồi năm 2018. Khi đó tóc của cô nàng dài khoảng 170.5cm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 1 năm thì mái tóc của em đã mọc thêm 2 tấc, mang màu đen truyền thống của người dân quốc gia Ấn Độ. Là một học sinh chuyên ngành khoa học thì từ nhỏ Neelanshi đã có đam mê sở hữu một bộ tóc dài ống ả. Để duy trì sức khỏe của cô thì cô thường gội đầu một lần trong tuần. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ thì mái tóc mới được sấy khô và chải cho xong. Thưa quý vị, nối tiếp tin giải trí cho biết, nữ ca sĩ Lizzo được kỳ vọng tại giải Grammy của năm 2020. Ca sĩ trẻ Lizzo được chuyên gia nhận định rằng sẽ thắng lớn tại giải Grammy lần thứ 62 diễn ra vào ngày 27 tháng 1. Giải thưởng ghi âm của năm nay là cuộc đua giữa Old Town Road và Truth Hurts. Theo LA Times thì Old Town Road là đĩa đơn thành công nhất của năm 2019 với kỷ lục 14 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Mang phong cách nhạc đồng quê kết hợp với rap, Old Town Road ban đầu không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, với những thành công nổi bật trong năm qua và 7 đề cử Grammy, nam ca sĩ trẻ tuổi được đánh giá hoàn toàn có thể thuyết phục hội đồng giám khảo. Trong khi đó, trên trang Billboard, cây bút Heather Hazang đã dự đoán chủ nhân của giải thưởng ghi âm của năm trong năm nay thuộc về Lizzo với ca khúc Truth Hurts, ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp. Lizzo đang là nghệ sĩ được chú ý nhiều nhất trong khuôn khổ giải Grammy năm nay với 8 đề cử. Đặc biệt, cô có tên trong danh sách của 4 hạng mục lớn, đó là ghi âm của năm, album của năm, ca khúc của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc. Tin giải trí vừa rồi đã kết thúc bản tin buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ái Hiền và Ngọc Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.